Hello mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Sơn Ngọc Thiết Kìa. Thì tuần này mình không có ra clip nào mới rồi, do là mình bị đau mắt các bạn. Thì ban đầu mình tưởng mình bị mắt bình thường thôi, nhưng mà không nha. Cái khỏe cái buổi tối đó mình mà khi mình bị khoảng đợt thứ ba lần trước rồi thứ tư gì đó, mình thấy một con kiến màu vàng đậu bên tay mình, mà lúc mình nó rất hoảng hồn. Mình thổi đi rồi mình cẩn thận, mình sợ là mình biết là khi mình đập nó thì dịch axit nó ra sẽ bị là vô tay mình sẽ bị phỏng đó, nên mình thổi đi rồi mình xịt cái thuốc diệt mũi á cho nó chết rồi mình quét ra rồi. Nhưng mà cái tay mình dân bị dính nè, nên mình sức tím nè bạn, nên mình nghĩ cái mắt mình là cũng là do nó đó, nên mấy bữa vừa rồi mình không có làm clip được. Mình phải để mắt mình nó bớt, thì bữa nay bớt mình mới quyết định là mình làm clip lại cho anh em xem đó. Thì giống như trong cái tác cộng đồng mình có ghi đó, thì nhân vật kế tiếp mình review sẽ là em Rosspawn X3 ha. Thì cái đám Gundam thì trong cái đám Gundam á, mình thích mình chơi Gundam lâu rồi, nhưng mà mấy con Gundam thích nhất á, nhất là bộ Win, bộ Gundam Win á, là do là cái lúc còn nhỏ xíu á, khi mà các mấy cái rẻ còn CD còn chưa có, còn sang sang băng từ á, thì gần sớm mình có một cái tiệm muốn băng duy nhất á, có một cái muốn băng phim lẻ nói về cái bộ Gundam Win Custom đó. Từ lúc đó mình biết Gundam, mình ghiền Gundam luôn đó, chưa kể là siêu rất siêu tiện Maximus cũng có bán nữa. Rồi sau đó thì mình biết đến cái đám Gundam God, cái Gundam Rotbone này qua cái game SNK Gundam Regeneration đó bạn. Thì mình ấn tượng cái đám này là lúc mà nó tức giận nó cái miệng nó mở ra giống như nè, bạn coi cái clip này nè đó, thử thử đi. Đó là phần SNK Gundam Regeneration F trên BS1 đó. Rồi có một cái cảnh nữa là Gundam X1 đấu Gundam X2 đó, rất là đã luôn đó. Mình ấn tượng, mình thích cái đám Gundam Rotbone này lắm. Thì mình hên cái là mình được em coi fan tặng cái con này lâu nha, con Gundam X3 của dòng Robot Spirit. Thì trước đó mình cũng có review 4 con Robot Spirit khá là lâu rồi, xong rồi mình thấy không kiểu scale nhỏ mình thích lúc trước, nên mình chơi thích scale lớn rồi. Cái mình bán đi mình mua mấy con lại cài rồi, tiếc quá trời kiếm em được vậy. Ok, không nói nhiều nữa, chúng ta sẽ vô review em nó xem nha, thế nào nha, let's go. Ok mọi người, thì như thường lệ thì chúng ta sẽ review tổng quan cái hộp của em nó trước ha. Thì đây là một con Robot Spirit, mình thấy cái hộp nó khá đặc biệt. Bình thường thì những cái con Robot Spirit bình thường mình lúc trước mình có đó là nó có ở viền ở đây sẽ là màu đỏ, xong ở chút này sẽ là một cái nhựa trong suốt đó, còn này là một hộp giấy màu xanh hoàn toàn luôn đó. Thì mình thấy ở trên mạng đó một cái phiên bản Robot Spirit Gundam Rotbone X3 có cái hộp giống như mình tả, nó có cái mã là dưới đây là 064, còn ở đây mình thấy có cái mã là R number SB đó, Rotbone X3 đó. Rồi nó cũng sẽ có một cái miếng trong suốt coi được cái con fit bên trong giống như vậy nè, nhận thấy không đó. Thì cái con của mình thì nó là một cái hộp màu xanh dương hoàn toàn chữ trắng, và một số hình là bô dáng của em nó khá là khác biệt ha. Rồi đó, đây là có cái logo Bandai, logo Tamashii Nation là một cái biểu tượng của cái dòng chữ Gundam Rotbone X của tiếng Nhật, ở đây có tiếng Anh nữa đó. Bên hông thì hình của em Rotbone, bên đây thì cũng vậy đó. Phía dưới là một số thông tin liên hệ ha, mã vạch. Rồi phía sau đây mình thấy có sự khác biệt, ở đây là cái con của mình thì sẽ có một cái effect như thế này, còn cái con mà mình nói 064 nó không thấy cái effect đó nha. Mình thấy trong kinh hình thì không thấy con này có effect này, chứ có thể là con này là cái phiên bản đặc biệt nào đó, mình không có rõ nha, mình không có chơi chuyên sâu về cái dòng Robot Spirit này lắm đó, nên mình không có theo dõi được cái dụ như cái từng đợt cái nó ra những cái con mẫu mới á, nó sẽ có bổ sung thêm vậy đó. Rồi ok, giờ mình sẽ tháo cái phía bên trong con chú ý nó có những cái gì nha. Đây mình tháo hết nha. Thì bên trong hộp sẽ có một cái vỉ như thế này đó, bạn thấy có hai cái effect mình nói nè, nó có thêm cái này, cái hộp nó bự hơn
Đó. Rất là ok ha. Effect đầy đủ, clear, rất là đẹp. Rồi một cái tờ giấy hướng dẫn lắp ráp con robot Robotnik 3. Đó, khá là chi tiết, gắn đầy đủ hết. Rồi, hoàn toàn tiếng Nhật nha. Nên sau đây chống chóp. Rồi, ok. Thì mình chúc mình sẽ chỉnh cái camera xuống để mọi người dễ thấy hơn. Rồi, giờ mình sẽ tháo cái nắp cho anh em xem chi tiết hơn nè. Rồi, đây, chúng ta sẽ có rất là nhiều phụ kiện luôn. Ok, thì mình sẽ lấy những cái phụ kiện effect trước đi ha. Tại vì cái effect này nó to dễ lấy nè. Đây là hai cái effect giống như cái nắm đấm mà có cái khiên đỡ các bạn. Beam nó bắn vô nó bị xuyên vào đó. Đây, nó không có bị chặn lại chứ bạn. Nó chặn lại. Đó, đây là hai cái effect clear màu xanh rất là đẹp, gắn trên hai ngón tay. Đẹp ha, làm rất là đẹp luôn. Mình nghĩ ăn tiền ở trên cái bản đặc biệt là hai cái effect này nè. Rồi, rồi hai cái effect mình nghĩ là gắn trên kiếm. Thì trong phim nó có một cái đoạn cái con này nó gồng cái kiếm bự lên đó. Nó gắn trên kiếm. Nó rất cũng là clear, rất là đẹp luôn. Rồi, một cái effect gắn trên mũi kiếm. Thì cái effect là khi mà gắn trên kiếm á sẽ có giống như cái đoạn trong game như thế này nè, mình sẽ đưa cho bạn xem. Đó lý do mình khoái con X3 nhất, tại vì không X1 full drop mình thích nhất con này, thích thứ hai tại vì nó mạnh lắm, mà trong cái phần dàn chim dàn trận Redemption F á rất là mạnh. Có một đoạn giới thiệu nó chắc con chim cuối làm đôi luôn đó. Rồi kế tiếp sẽ là một cái kiếm. Cái kiếm đặc trưng của tụi Red Bond đây. Đây vừa là kiếm vừa là súng nha. Súng thì có thể cầm ở đây. Đây có chỗ cầm này, cầm súng nè. Rồi như mình thấy nó có thể bẻ quay lại được á. Đó, có thể để lên để xuống được nè, đó. Gắn vô hình cầm súng nữa, thấy không? Đó. Rồi cái phần trên đây các bạn thấy cái cán kiếm hình đầu lâu nè, hai tắc nè. Ở trên đây mình thấy một cái nút. Thứ nhất là nếu mà ở dạng form thường cầm thì nó sẽ như vậy. Còn cái nếu mà các bạn muốn đeo trên vai sẽ có cái cốt như thế này. Đây, cái cốt như thế này. Thì các bạn sẽ cắn vô đây. Đây đeo trên cái hông đi quên. Cho mình xíu được coi nếu mà đúng không. Đó, thì nó sẽ có một cái chốt ra để gắn vô cái bên hông của con Gundam. Này giống như vậy, nghe đeo bên hông vậy đó. Đó, còn mà mình đeo thì mình cầm trên tay mình tháo cái này ra cho nó thẩm mỹ, không có lòi cái miếng nhựa cái chốt ra. Ây da, mình gắn xong nó đứng cứng ngắc luôn. Ây da, cứng ngắc luôn. Rồi tháo được rồi. Đây đem về cái chốt nhỏ xíu cho anh em xem cho kỹ ha. Đây cái chốt nó như này. Rồi ok, tiếp tục sẽ là bàn tay đi. Bàn tay thì chúng ta sẽ có hai bàn tay xòe ra như thế này. Đó, trái phải. Cái này thì nó làm hơi dẻo chút xíu nha, cho anh em dễ kiểu như vậy, như là dễ gắn vô chốt, cũng như là cái tay mà cầm vũ khí có thể dễ dàng mà mình banh nó ra rồi nhét cái kiếm vô. Này nhựa hơi dẻo nha. Rồi, hai bàn tay cầm vũ khí trái phải. Đây, hai bàn tay cầm vũ khí trái phải. Ê, sorry, cầm lộn hai cái này mới đúng. Hai bàn tay vũ khí trái phải. Rồi, hai bàn tay ủa cũng là cầm vũ khí nữa. Mình nghĩ chắc là một cái cầm súng, một cái cầm kiếm. Cái nhìn cái này mình thấy nó lỗ nó. Để coi cái nào ít. Dạ, để mình coi coi. Mình nghĩ cái này cái tay nó to hơn, chắc dùng để cầm súng. Ê, không cầm tròn thì cầm kiếm đi. Đúng rồi, chắc cầm kiếm á. Còn cái này nó hơi vuông vuông, mình nghĩ là cầm súng nè. Đúng rồi, hai cái tay vừa rồi là hai cái tay là cầm súng nha. Đó, nên cái lỗ nó hơi vuông vuông nè.
Đó, còn hai cái phần tay tròn tròn là cầm kiếm. Đó. Rồi, một cái tay này mình thấy nó cũng là cầm vũ khí luôn, nhưng mà nó không biết tại sao. À, từ từ để mình xem lại, từ từ mình xem lại. À, mình hiểu rồi. Bốn cái tay vừa rồi là cầm kiếm hết, nhưng mà một cái là cầm đứng nè, thấy không? Cái góc độ cầm kiếm nó đứng hẳn nè. Còn cái này á, nó hơi xéo. Cầm kiếm xéo xuống. Đó, chị, đó. Còn cái này mới là tay cầm súng nè. Đó, sorry anh em nha. Rồi, tiếp tục sẽ là hai cái... Không, mình sẽ lấy từ từ hai cái này mình để sau đi. Cái này là cái chốt để mình gắn cái con Gundam lên cái... Đây, chút xíu. Ở đây nó có cái chốt nè, bạn thân gắn đây nè, thấy không? Mình nghĩ là gắn trên đây nè. Rồi xong rồi gắn lên cái base. Đó, gắn kiểu như vậy nè. Cho mình coi. Rồi đúng rồi, gắn kiểu như vậy nè. Sẽ có cái chốt để gắn để tạo dáng cái bay trên không ha. Đây, đây mình xíu. Đây, mấy cái chốt ở đây. Cái chỗ này là gắn vô cái bay nè. Cái này gắn vô con Gundam nè. Rồi, ok. Sao nhìn em nha, thấy nó nhiều phụ kiện quá rối. Ở đây các bạn thấy nó mất hai cái chốt. Thì ra hai chốt đó là hai cái miếng nhựa ở đây. Hai cái miếng nhựa ở đây mà lúc mình cái này nó gắn vô nó cứng quá, mình không thể nào tháo được. Mình tháo sợ nó gãy nên mình để nguyên như vậy nha. Hai cái miếng nhựa ở đây là hai cái cục này. Đó, thì hai cái cục này nó sẽ gắn vô cái tay của hai của con Gundam, rồi cái chốt tròn này sẽ gắn vô cái effect này. Đây. Cái chốt tròn này sẽ gắn vô cái lỗ effect này chỗ này nè. Đó, rồi gắn lên cái tay Gundam, như con Gundam đang cò nó đang tạo cái effect nó đỡ cái beam á, nó đấm tới á. Đó. Ok. Thì anh em coi thông cảm nha. Đó, rồi hai cái chốt này sẽ gắn vô cái hai cái móc chỗ này. Nó sẽ tạo ra cái cây như thế này. Đó, mình tính tháo ra mà tháo không được, rất là cứng ngắc luôn. Nó mà bẻ cái nhựa clear này rất là dễ gãy. Nên anh em xem thông cảm nha. Rồi. Hai cái trái phải ha. Rồi. Kế tiếp sẽ là cái cánh của con Robot X3. Cánh đặc trưng. Đó, hình chữ X, carbon, cục xương chéo nhau. Đó. Rồi đây có những ống bán lực nè. Đó. Rất là đẹp, sơn nè, ai sơn màu vàng. Điểm một số màu vàng rồi mấy cái góc. Rồi. Kế tiếp nữa là hai cái cổ vai. Đấy, hai cái chốt bên ngay cái gần cái cổ á. Đây là che cái hai cái súng mà thí dụ mà các bạn không để là chế độ là không có đây từ mình phải nói mình phải lấy con pick lên mới tưởng tượng được. Đây thí dụ ở đây là mình thấy có hai cái nòng súng nè. Đó thì các bạn muốn ra tháo nó ra để gắn cho nó đúng như nòng súng chưa có bật lên á thì sẽ gắn hai cái này vô, thấy không, chốt như nè. Đó, hai cái chốt ở trên đây, trên hai cái vai nè. Rồi, ok. Cuối cùng là một cái mặt thay thế, một cái mặt ở miệng một vàng vàng, mình nói khúc đầu clip mình có nói đó, rất là ngầu đó. Đây là mặt bình thường, thấy không? Rồi cuối cùng là bé Gundam này. Đây Gundam đây mặt rất là đẹp, hơi ố vàng xíu nha, màu trắng là phải chịu nha, mình để lâu nó hơi ố một chút. Nó sừng, nó có hình ký hiệu trên chén như sườn hay gì, số 3. Đó, viền trên cái hip của con Gundam cũng rất là đẹp. Đó, cái hip của Gundam đưa lên, cúi xuống nè, cúi xuống rất là nhiều nha, đưa lên cũng rất là nhiều luôn. Đó, qua lại có khớp cổ mà, ý trời ơi, rất là đó, rất là ok, rất linh hoạt. Rồi Spirit thì nó biên độ nó khá ok ha. Rồi cái hai cái nòng súng đưa lên được nè, thì các bạn tháo qua được rồi đó. Thì các bạn gắn coi nó lúc mà nó đưa nó không có súng đưa ra thì các bạn gắn vô như vậy thì nó sẽ không có kiểu như lòi cái nòng súng ra. Để mình coi lại nè. Đây kiểu vậy nè, mình cứ gắn lộn ông ta để coi lại coi. Hình như bên đây, đúng rồi, bên đây
ví dụ như là chưa có nòng súng để ra đưa ra thì nó sẽ như vậy, còn có gắn cái kia thì có nòng súng đưa ra ha. Thì mình thấy gắn có nòng súng đưa ra cho đẹp, mình gắn lại ha. Đó rồi, tay nó cũng có cái cầu vai màu xanh dương, có cái móc, có cái nòng súng đưa ra nè, khá là đẹp chi tiết ha. Rồi ở giữa ngực có cái lâu nè, tay thì cầu vai có thể đưa lên đó, đưa vai này đây nó dướng rồi nha, nó vuông nhất chỗ này, nó dướng cái cành này đó, xoay được, đưa ra được, rất là thẳng luôn đó, thấy không, rất là ok luôn. Rồi tay có thể xoay được chỗ này, rồi xoay được chỗ này nữa, thấy không, rất là linh hoạt, co lại hai biên độ khá là ok đó. Ở đây nó có một cái giáp tay đó này, nó bung ra, nó bung ra có cái khớp vuông nè, thì cái khớp vuông này nó sẽ gắn với cái này nè đó, đưa vô, gắn vô đây thì nó sẽ tạo ra cái mà gắn cái effect á. Mình đo thử rồi đây mình chút xíu nha. Ok mọi người, nãy mình có tin nhắn thì mình phải trả lời rồi. Ok, mình sẽ coi là cái chỗ này nè, cái chốt này nó sẽ gắn vô cái tay này, dòng một cái cục ra để gắn cái effect vô. Thì đây thì cái chốt nó sẽ như thế này nè, đây nó sẽ gắn kiểu để mình coi này. Đúng rồi, cái cắn chéo gì thì hồi nãy mình tưởng nó khó tháo bạn, thì mình coi lại nó không khó nha, mình xoay vậy nó cũng ra nè. Trời ơi, làm nãy suy nghĩ nhức đầu, tưởng nó khó tháo đó, thì cái cục nó như này nè các bạn. Rồi ok bây giờ mình sẽ gắn thử cái chốt này vô coi nó làm sao nha. Thực sự là mình thấy cái lỗ này nó khó gắn vô lắm, cái chỗ này nó hơi gấp cặp lên này nè, thấy không, nó hơi ngóc mốc lên này nè, gắn vô nó không vô, không biết là mình có gắn sai không nữa. Để mình coi cái còn lại coi nó có bị vô không. Cái chốt này thì nó thẳng hơn, nó thẳng hơn đúng không. Đó, để mình thử gắn bằng cái này trước. Cứng nhắc cả nhà. Rồi thử gắn thử coi. Vô nè. Ok thì mình gắn như vậy để mình gắn mấy cái móc này vô. Này. Gặp văng ra luôn. Thôi kệ, văng gì cũng đỡ, văng gì cho nó mình dễ gắn hơn. Đây. Thôi mình sẽ gắn như thế này. Sorry các bạn. Cái văng ra mình sẽ gắn dễ hơn, rồi cái này mình in lại. Thì khi đó mình sẽ có một cái tay có cái cục như thế này, thì mình sẽ gắn cái effect vô, cái effect nó sẽ gắn vô cái ghê quá, mấy cái này có cảm giác như nó muốn gãy gì vậy thôi. Đó thì bạn sẽ có một cái tay effect như thế này đó, tương tự như bên kia. Mình sẽ thử bên kia có nó vô nha, tại cái tay kia nó hơi bị cái miếng này nó hơi lòi lòi lên xíu nè, thấy không, sợ nó khó gắn. Ok mình sẽ thử gắn lên coi nó làm sao. Chúng nó khó vô thiệt nha, do cái này nè, do cái miếng này nó bị không biết tại sao, lý do gì mà nó bị tà cái đầu thôi. Mình xíu mình fix lại nha. Ok thì mình có dũa lại chút xíu thì nó thẳng thẳng hơn chút nè, mình gắn lại thử coi. Đó, thì gắn lại nó vô nè. Đó, rồi mình sẽ gắn lại cái giáp tay. Đó. Rồi chúng ta sẽ gắn thêm cái cây này để mình gắn cái phát vô. Đây. Chúng ta sẽ có hai tay cầm hai phát. Rất là đẹp luôn. Ta thấy tạo dáng như thế này.
đang đấm ra ha. Khá là khó nha, tại vì cái này nó nghiêng ngược lia á, mình thấy nó sợ nó rất là dễ gãy. Nó đang đấm cái này, nó thấy không rất là đẹp, con này nó hơn cái được cây phách này nè. Đó rồi, bỏ qua quanh bên tiếp tục. Đây chúng ta sẽ có cái khớp bụng gập lên gập xuống như thế này được, gập cái chỗ này nha, thấy không, thấy không? Rồi cái khớp bụng ở dưới nó riêng nữa nha, đó thấy không, cái bụng dưới nó xoay nè, đó nó cũng gập lên gập xuống luôn đó, do là nó dướng cái phần hông nè, nên nó gập ít ít thôi chứ không phải là nhiều lắm, thấy không? Đó tàu dáng rất là ok. Bạn thấy ở đây nó có hai cái lỗ hai bên không, là cái chỗ hồi nãy mình nói mình gắn kiếm á, thấy không, gắn chốt gắn kiếm đây nè, đó rồi cái giáp hông là đó, để đưa ra để mình tiện lợi mình tạo dáng cái chân ha, linh hoạt hơn. Bên đây nó cũng vậy luôn, nó banh ra này tới đây, rồi giáp phía sau cũng vậy luôn đó, rồi chân là nó banh ra tới đây luôn đó, xuống đưa lên, lên tới đây là quá ok rồi, robot đưa đây quá ok rồi đó, rồi xoay được, xoay được chân, co được hai biên độ nha. Hãy coi biên độ trên nó có co được không, hình như là một biên độ hay sao, mình coi. À đúng rồi, chỉ có một biên độ co như vậy thôi đó, nhưng mà cũng sát lắm rồi, không thể nào đòi hỏi thêm. Rồi bàn chân dưới đây thì mình thấy không, nó có thể móc ra được nè, đó móc ra được đó, không biết cái này là gì, mình thấy hình như là ở trong phim là cái mấy cái dây xích cái gì á, băng á. Rồi ở đây chân hay đưa lên đưa xuống, xoay đưa ngang được này, xoay đưa lên đưa xuống đưa ngang được, thấy không? Rồi cái chỗ bàn chân nó cũng có đưa cái mũi chân lên được, rất là ok luôn đó. Rồi thì cái cánh mình gắn vô thì các bạn phải để ý là trên đây nó có một cái lỗ khít, thấy không, nó thiếu đây nè, thấy không? Đó thì nó tương đương với cái mũi dưa trên đây nè, thì bạn đưa vô đó, thì nó sẽ vô cái con cái cánh cho con Robert X3, nó rất là ngầu ha. Rồi bây giờ mình sẽ tạm thời để nó ở đây, mình sẽ gắn thử cái effect kiếm. Rồi khi mình thấy anh ở đây mình tháo được cái này á, đó cái mũi kiếm tháo được nè, mình gắn cái mũi kiếm đi vô đó, y chang như cái clip lúc đầu mình coi đó, mình đưa lại coi đó, để mình đưa lại cho mọi người coi lại nè. Đó rồi hai cái effect kiếm này mình sẽ gắn thì mình phải đúng chứ đúng không ta, đó thêm cái này nữa, bây giờ đang phải như là đến hòa vậy mới đúng đó, y chang trong clip luôn đó, cầm xuống trời rồi quá đã. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tháo hai cái effect cho nó cầm kiếm, một bên cầm kiếm một bên cầm cái effect đỡ ha, mình sẽ tháo cái này trước đi. Tháo ra cả vấn đề luôn nha mọi người, cả vấn đề luôn á đó. Rồi ok, dứt cái này ra, tháo cái này ra, rồi chúng ta sẽ kiếm một cái tay cầm kiếm đó, thì như mình nói là cái tay nó mũ dẻo nha, mình có thể bẻ ra được thì luôn cái kiếm vô đó, đúng không? Ủa phải tay này không, lộn mày,
Đó. Rồi, mình sẽ thay cái cây tay. Thay cái tay nắm đấm nhìn cái tay cầm kiếm vô. Thì cách thay nó giống như mấy con SF thôi mày, không có gì đặc biệt. Rồi. Gắn cái giáp này lại. Gắn cái phát lại. Anh em thông cảm nó hơi lúng túng là do con này nhớ nhiều vụ kiện quá. Review cũng nó cũng rối luôn. Mình thì mình review chút giờ mình review không có kịch bản gì nha. Mình thấy sao mình nói vậy mình trải nghiệm thực tế của mình thôi. Nên nhiều lúc mình nói sai sót hoặc là thiếu mắc cười lắm. Đó, bạn thấy không? Y chang như trong clip luôn. Nhưng mà cần những cái tay này nó hơi lỏng, cái kiếm nó hơi nặng. Ý trời ơi, nó gặp nó rồi. Không sao. Cái này thì nó kia khớp thôi. Đó. Em sẽ thấy rất là đẹp. Vừa có effect, vừa có phải kiếm. Rất là đẹp. Đó. Rồi, còn một cái quan trọng nữa đó chính là cái gương mặt. Cái gương mặt lúc mà mở miệng. Hình như có vẻ mình gắn sai cái tay rồi đó. Cái tay này là tay nó cầm kiếm chĩu xuống, nhưng mà cầm ngang. Nên nó, cái thế lúc nào nó cũng chĩu xuống hay sao á. Lát mình đổi lại. Rồi mình đổi lại luôn đi. Tay cầm vũ khí và đây rồi, ok, cầm vô. Đó. Để mình chúc cho mình thay cái đầu mở miệng mình quay thấp xuống cho anh em xem. Rồi, ok, thì cái đầu của nó đó khi mà các bạn thay á, thay cái đầu mở miệng á thì tháo hẳn cái đầu luôn. Ừ, mình tháo nó bay luôn rồi kìa. Đó, thì ban đầu nó sẽ trượt như nè, nó có cái rãnh này nè, mình trượt cái rãnh này lên đó, thì sẽ vô cái hít của cái mũ vậy đó, đeo vô đó, đó vậy nè, thấy không, nó là bình thường. Mình tháo ra lấy cái đầu mở miệng ra rồi mình trượt lên đó, cái hít mở miệng y chang trong clip luôn. Đây, hít mở miệng rất là ngầu luôn, effect rất là đẹp luôn đó. Tổng quan em Rose biết nó vậy. Rồi mình sẽ quay một số cái góc của nó rồi mình kết thúc video nha. Thì cái video này mình thấy các bạn thấy nó thấy có sai sót gì anh em thông cảm, do mà con mắt của mình nó hết đó, mới gì hết á, nên nhiều khi mình review cái nó hơi khó chịu, nó hơi sót sót á, nên nó nhiều khi nó hay bị chấp chấp vậy á, anh em thông cảm nha. Ok, mình sẽ quay một số góc của em nó và kết thúc video. Let's go.